Phạm Gia xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của công ty đồ gỗ Phạm Gia. Hôm nay Phạm Gia là mới bàn giao xong một combo nội thất phòng khách của gia đình anh Thành ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Bộ sofa Zito được làm từ chất liệu là gỗ hương đá. Như trên màn hình anh chị em đang tham khảo thì sẽ thấy là một bộ sofa này nó khác hơn những bộ sofa thông thường. Là bộ này sẽ bao gồm hai cái ghế băng, đấy hai cái băng dài. Bên tay trái em một băng dài, bên tay phải em một băng dài đây. Hai cái băng dài tạo thành chữ L và một ghế sofa đơn, hai chiếc bàn, một chiếc bàn lớn này và một chiếc bàn phụ. Bàn này là để các cái ấm nước, chè thuốc và phích nước đó. Cái bộ sofa Zito này thì đang là cái sản phẩm đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Đối với những cái không gian trẻ trung năng động thì có thể tham khảo cái mẫu sofa này. Đấy, em ngồi rất là thoải mái nha, đây em ngồi đây anh chị em nó dễ hình dung. Nếu bác nào xem nhiều video ở bên Phạm Gia thì sẽ thấy. Đấy, khi em ngồi đây. Phần tựa lưng này, phần đệm ngồi này, phần gối ôm này, phần gối này có thể để đằng trước hoặc cũng có thể để đằng sau tùy theo là cái sở thích và nhu cầu của anh chị em khi sử dụng. Đấy. Về cơ bản là các cái phụ kiện đi kèm như là gối ôm và đệm ngồi, đệm tựa lưng thì có rất nhiều màu sắc và rất nhiều kiểu cách để làm. Có thể bọc da hoặc là bọc lỉ hoặc bọc nhung, đấy là anh chị em có rất nhiều lựa chọn để tham khảo. Còn cái phần cốt là phần gỗ, phần gỗ này là cái quan trọng nhất này, anh chị em lưu ý nhé. Đây là cái gỗ hương đá tự nhiên, 100% là gỗ hương đá tự nhiên, và hàng này là làm hàng gỗ thịt, không phải làm hàng gỗ công nghiệp tạo vân vẽ vân đấy, nên là anh chị em có thể kiểm tra. Và đây các cái đường vân sợi chỉ, cái hàng này nó sẽ khác so với hàng chợ là làm bằng gỗ công nghiệp dán vân gỗ tự nhiên lên hoặc là vẽ vân tạo vân thì nó sẽ giá trị nó sẽ thấp hơn và chất lượng nó sẽ kém hơn để anh chị em tham khảo. Và như bộ này thì bên em làm là có cả các ngăn kéo này, đây tất cả là các cái ngăn kéo nhé, ngăn kéo để chè thuốc rất là tiện lợi, để chè thuốc ở đây thì cực kỳ tiện lợi để anh chị tham khảo. Và những cái mẫu sofa Zito như này, các cái mẫu sofa thông thường như này thì bên Phạm Gia thường là nhận sản xuất theo yêu cầu, theo kích thước của không gian phòng của gia chủ. Nên anh chị em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ Phạm Gia theo số hotline đang hiện trên màn hình như này. Bên Phạm Gia sẽ tư vấn chi tiết hơn để anh chị em tham khảo. Đó. Và xưởng Phạm Gia xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng. Và xưởng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.